Với sự cần mẫn, kiên trì, chịu khó và biết vận dụng cách làm mới, ông Hà Văn Dũng ở làng Trô, xã Giao An đã vươn lên làm giàu cho gia đình, cho xã hội, góp phần thay đổi diện mạo của một vùng quê. Chúng tôi đến thăm gia đình ông Hà Văn Dũng ở làng Trô, xã Giao An theo nguyện vọng của khách. Được ông Dũng dẫn chúng tôi đi tham quan vườn cau của gia đình. Ông kể, trước khi đến với cây cau, gia đình đã trồng rất nhiều loại cây khác trong vườn nhà như mía, vải, chanh. Tuy nhiên, theo thời gian, một phần vì không hợp với khí hậu, một phần vì giá bán bấp bênh nên không mang lại thu nhập gì cho gia đình, có năm còn bị lỗ. Ngày đêm đầu tắt mặt tối nhưng cũng chỉ đủ ăn. Ông quyết định tìm hướng đi khác cho gia đình với mục tiêu mang lại thu nhập cho gia đình mình để vơi bớt khó khăn. Ông đã đi nhiều nơi, tìm hiểu nhiều loại cây trồng khác nhau, phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương. Thấy được hiệu quả kinh tế từ cây cau mang lại, lúc này ông mới tự nhủ, sao mình lại không thử trồng cau thay cho các loại cây trồng khác. Nghĩ vậy, ông quyết định bắt đầu tìm hiểu để tính chuyện trồng cau. Với quyết tâm cải tạo vườn tạp để trồng cau, năm 2006, ông trồng thử 1.200 cây trên diện tích 10 sào vườn. Đến năm 2011, bắt đầu cho thu hoạch. Dần dần, thấy cau phát triển và cho thu hoạch tốt, giá cau trên thị trường cũng ổn định, nên ông đã quyết định bỏ mía, nhãn, chuyển hẳn sang mở rộng trồng cau. Tính tới thời điểm hiện tại, khu vườn nhà ông có 600 cây cau đang cho thu hoạch, hơn 1.100 cây chuẩn bị cho lứa đầu tiên và mở rộng trồng thêm 4 hectare với trên 10.000 cây giống. Ông cho biết, cau từ khi ươm quả đến lúc thu hoạch phải mất 5 năm. Cây cau cũng như bao cây trồng khác, năng suất hay không phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Tuy nhiên, vườn cau của ông Dũng, mỗi cây trung bình sẽ cho từ 15 đến 20kg quả. Hàng năm thường xuyên cho thu hoạch từ 3 đến 4 tấn quả. Với sản lượng cau lớn như vậy, câu hỏi lớn nhất của ông lúc bấy giờ là đầu ra của cau nhà ông sẽ ra sao. Ông Dũng vui vẻ chia sẻ, sau khi thu mua sẽ bán cho thương lái nên không bao giờ lo bị ế. Hiện đã có công ty dược đặt mua cau của gia đình ông với giá ổn định theo hợp đồng. Nhưng vì số lượng lớn nên gia đình chưa dám nhận lời. Đặc biệt khi trồng cau, mò cau cũng có thể bán với giá từ 3.000 đồng một chiếc. Bên cạnh những vườn cau đang cho thu hoạch, ông Dũng còn ươm tại vườn để bán giống với trên 12.000 cây để phục vụ cho bà con khi có nhu cầu. Cau giống được bán với giá 20.000 đồng một cây. Năm vừa qua, gia đình ông thu nhập khoảng trên 100 triệu đồng từ bán cau các loại. Thì cái trước thì cải tạo vườn ta vườn gia đình thì là trồng mía, nhưng mà thu nhập nó cũng kém, rồi gần nhà rồi chuyển sang trồng vải thiều, trồng chanh, nhưng mà sau cái hiệu quả thì nó cũng thấp kém, gia đình chuyển trồng cau từ 2006. Thì tới nay thì cho thu hoạch là 4 năm rồi, năm nay năm thứ 5. Thì cân đối theo cái 4 năm thu hoạch cau thì thấy nó hiệu quả hơn. So với cây khác thì nó hiệu quả hơn và nó thu hoạch nó cũng nhàn. Còn cái đầu ra thì trong 4 năm nay thì thấy ổn định, giá cả thì cũng cao. Có được kết quả ban đầu, năm 2018, ông đã thành lập công ty xây dựng dược liệu Dũng Sĩ, chuyên cung cấp giống cau, thu mua cau trên địa bàn và các cây dược liệu khác nhằm tạo ra một thương hiệu thực sự uy tín. Với phương châm khách hàng là thượng đế, chữ tín đứng đầu tiên, công ty sẽ mua cau quả ở các địa bàn, tỉnh bạn để cung cấp cho thị trường. Qua đó sẽ phát động các chương trình hoạt động cụ thể, giúp nhau làm giàu. Phát động xóm thôn trồng cau, người người trồng cau, nhà nhà trồng cau để vừa tạo ra một môi trường sinh thái lý tưởng, vừa đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân trong khu vực. Và định hướng thời gian tới thì gia đình thì mở rộng thêm diện tích, vừa là ươm cau giống tại vườn, thế là cau mình tuyển chọn lấy cái giống cau tốt trong vườn ấy, để ươm để mở rộng trồng thêm. Định hướng gia đình thì trồng khoảng 4 ha nữa. 4 ha thì 130 cây trên sào thì khoảng hơn 10.000 cây nữa. À, vừa ươm giống để trồng, vừa là cung cấp cho bà con nếu ai có nhu cầu. Kể về những khó khăn trong quá trình trồng cau của mình, ông Dũng cho biết trồng cau không khó, cây cau không sợ nóng, chỉ sợ rét. Những năm gần đây, giá cau luôn ổn định, có giá thu mua cao. Với suy nghĩ tấc đất tấc vàng, nhưng đất đó có ra vàng hay không còn phụ thuộc vào bàn tay người sở hữu nó.
Ông cho rằng làm bất cứ việc gì cũng phải chuyên sâu, lao tâm khổ tứ, phải có đầu tư và kiên trì thì mới cho thu hoạch theo ý muốn. Đó mới là phát triển kinh tế bền vững. Còn đất tốt đấy, là cao hơn. Còn cái bên trên vườn ấy, đất nó thì xấu.